thiên địa tạo hóa vạn vật chúng sinh, dù sinh trưởng không ngừng, tuần hoàn không ngừng, nhưng không đứng ngoài đạo lý. Người có dương thì sống, dương tận thì chết, tuần hoàn bù đắp, quanh đi quẩn lại. Đây là đạo của thiên địa tự nhiên, không ai cãi được. Tuy sinh ra giống nhau nhưng chết lại khác, chia thành ba loại, quẩn theo tự nhiên, tương hợp âm dương, tâm tĩnh vô dụng, tận hưởng tuổi thọ, đạt thọ chung chính tẩm, không tuân âm dương, sinh ra đã yếu, bệnh tật quấn thân, có thể trường thọ, nhưng mà trên đường lại đoạn mạng mà chết. Người sống quá tham vọng, truy đuổi danh lợi, hưởng thụ quá nhiều, hao hết dương khí, cho nên phải chết sớm trong